Miền Bắc dạo này toàn 38 đến 40 độ các ông ạ. Mà nắng nóng thế này, tại sao còn tiết giảm điện? Có lẽ đây là câu hỏi mà ngay lúc này rất nhiều người muốn có câu trả lời thỏa đáng. Cùng Điện Biết Tốt Tôi tìm hiểu nhé. Xin chào, Điện Biết Tốt đoán chắc là các ông đang nóng lòng muốn tìm đáp án lắm đúng không? Nhưng trước khi trả lời câu hỏi vì sao miền Bắc phải tiết giảm điện trong cao điểm hè 2023, Điện Biết Tốt Tôi xin các ông ghi nhớ thông tin cơ cấu nguồn điện miền Bắc nước ta chủ yếu là thủy điện và nhiệt điện. Cụ thể, thủy điện chiếm tỷ trọng lớn nhất khoảng 43,6%. Thời gian qua, nắng nóng gay gắt và gần như không có mưa thượng nguồn đã khiến nhiều hồ thủy điện miền Bắc căng thẳng vì thiếu nước. Một số hồ như Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Bản Chắc, Thác Bà trong tuần đầu tháng 6 đã về mực nước chết, thậm chí dưới mực nước chết. Nếu đến thăm các lòng hồ thủy điện dịp ấy, không khéo các ông lại nhầm là đang đi vào vùng bán sa mạc nào đấy chứ. Không đùa đâu, mặc dù một vài ngày vừa rồi, một số khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa nhỏ nên một số hồ thủy điện bắt mực nước chết, có thêm nước để cải thiện phát điện nhưng lượng nước về không đáng kể. Nghe đến đây chắc các ông sẽ hỏi, vậy còn nhiệt điện, thủy điện hết nước không phải là nên huy động cao nhiệt điện để bù đắp là ok là sao? Nhầm rồi các ông ạ, nếu đơn giản thế thì nhà đèn đã không phải điên đầu xoay sở. Thực tế nhiệt điện thời gian qua cũng không khá hơn vì nhiều tổ máy bị giảm công suất hoặc gặp sự cố dài ngày do vận hành cao liên tục trong điều kiện thời tiết nóng gay gắt kéo dài như nhiệt điện Vũng Áng một tổ máy, Phả Lại một tổ, Cẩm Phả một tổ, Nghi Sơn 2 một tổ. Mặc dù đến nay một số tổ máy nhiệt điện đã được xử lý khắc phục, tuy nhiên vẫn chưa thể vận hành 100% công suất toàn bộ các tổ máy nên tình hình vẫn rất căng các ông ạ. Được rồi ok, thủy điện và nhiệt điện đều gặp khó, nhưng còn nguồn điện từ miền Trung và miền Nam, sao không tải ra viện trợ cho miền Bắc? Các ông định chất vấn tôi thế đúng không? Tôi lại thông tin thêm cho các ông dễ hình dung. Hiện khả năng truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc qua đường dây 500 kV Bắc Trung luôn ở ngưỡng giới hạn cao, giới hạn tối đa từ 2.500 MW đến 2.700 MW dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ sự cố, mà nếu sự cố thì hệ thống điện sẽ bị ảnh hưởng đúng không? Bài toán truyền tải điện từ miền Trung ra cho miền Bắc coi như không có đáp án, không khả thi các ông ạ. Nhất là khi nhu cầu sử dụng điện ở miền Bắc còn được dự báo có thể lên mức 23.500 đến 24.000 MW trong những ngày nắng nóng sắp tới. Đúng là điên đặng cái đầu mà. Từ tất cả các yếu tố trên, kết luận lại là cung không đủ cầu các ông ạ. Nhìn đông, nhìn tây, cân đong đo đếm kiểu gì thì thiếu vẫn hoàn thiếu. Nó chẳng khác gì việc các ông cần 1 tỷ đồng để tậu con xế hộp, nhưng vốn liếng của nà cộng với huy động khắp nơi chỉ có tầm 500 củ vậy. Trở lại câu chuyện chính của chúng ta, cung không đủ cầu, tiết giảm điện miền Bắc là điều không ai muốn, nhưng vẫn phải thực hiện các ông ạ, đặc biệt khi nắng nóng gay gắt còn tiếp tục kéo dài. Tôi cũng nghe ngóng được EVN đang nỗ lực vận hành hệ thống điện hợp lý, xây dựng các kịch bản linh hoạt ứng phó với những khó khăn về cung ứng điện nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp. Còn cụ thể thế nào, các ông chờ xem video clip sau nhé.